lại là hình bóng anh xuất hiện trong mơ. Có thể là do anh quá nhớ. Nỗi buồn thì đôi lúc vô vơ, có khi kéo đến làm tim anh khó thở. Qua ô cửa sổ màu trắng của khói thuốc, màn hình điện thoại vẫn sáng lúc nửa đêm. Lặng lẽ tìm kiếm và theo dõi ai đó, rồi có cảm giác đau nhói ở giữa tim. Tự hỏi bản thân sao lại không từ bỏ, liệu làm như vậy ai đó có biết không. Tình yêu là thứ luôn đến từ hai phía, không chỉ mình là biết từ nhớ mong. Ảo tưởng vị trí trong